Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với ngày thứ hai của thử thách 12 ngày thanh lọc cơ thể của Thuận. Và tối hôm qua là cái buổi đầu tiên mà Thuận sử dụng thanh lọc. Tối ngày hôm qua thì nói chung nó cảm giác bình thường, nó không quá đói nếu nói về cái sự ăn uống. Tuy nhiên có một điều đấy là buổi đêm hơi chằn trọc, hơi khó ngủ một chút. Thì điều này xảy ra Thuận cũng chưa hiểu thực sự là do nguyên nhân ở đâu. Thuận đang đoán đấy là có thể là do cái tâm lý của mình nó hứng khởi đứng trước một cái sự việc gì đó, đứng trước một cái công việc gì đó mà mình cảm thấy hứng thú, thì có thể là tâm lý nó bồi hồi, nó xúc động rồi như nào đấy, cho nên là nó hơi khó ngủ một chút. Tất nhiên Thuận sẽ theo dõi tình trạng và ghi chép lại tất cả những biến động trong cái tình trạng cơ thể và sẽ báo cáo và chia sẻ với các bạn, các anh chị hàng ngày. Và buổi hôm nay là buổi sáng ngày thứ hai của cái chương trình 12 ngày thanh lọc cơ thể này. Thì trong buổi sáng này thì Thuận có hai cái điều chỉnh nhỏ đối với cái công thức nước đường chanh. Cái việc thứ nhất đấy là Thuận sẽ tăng cái lượng đường lên. Ngày hôm qua thì Thuận cho tỷ lệ là 1 lít nước, 3 quả chanh và 100g đường. Như vậy tổng số lít nước Thuận uống một ngày là 4 lít nước này, 12 quả chanh và 400g đường. Tuy nhiên thì Thuận thấy là cái lượng đường vẫn còn hơi thấp, cho nên là Thuận sẽ tiếp tục tăng lên thêm 100g đường nữa. Và như vậy là 100g đường tương ứng với 6 thìa. Cái 6 thìa mà thìa của Thuận sử dụng đó, như hôm qua Thuận đã cân rồi, thì tương ứng với cả 6 thìa đường. Và 6 thìa đường này Thuận sẽ chia đều ra làm 4 cái lần. Như vậy mỗi lần thì Thuận sẽ thêm 1 thìa rưỡi nữa. Như vậy là một lần công thức của 1 lít sẽ là 1 lít nước này cộng 3 quả chanh và cộng với các 7 thìa rưỡi. Từ ngày hôm qua 6 thìa là một lạng mà, là 100g mà, thì bây giờ thêm 1 thìa rưỡi nữa thì là 6 thìa rưỡi. Và tất nhiên công thức này nó sẽ không cố định, Thuận có thể sẽ điều chỉnh trong thời gian tới nếu như mà có những cái biến đổi bất thường về cơ thể, đặc biệt là về chỉ số huyết áp và chỉ số đường huyết. Hiện tại thì đến thời điểm buổi sáng hôm nay Thuận chưa đo được huyết áp, chưa đo được cái đường huyết và chưa đo được cân nặng. Đấy là lý do là Thuận hết que thử đường. Và lát nữa khi mà buổi sáng Thuận mới ra hiệu thuốc để mua que thử đường và kiểm tra được đường huyết. Thứ hai là về cân nặng, là cái cân lâu ngày không dùng nó cũng bị hỏng, cho nên là lát nữa tiếp tục sẽ phải đi mua cân. Như vậy có hai việc, hai chỉ số là thiếu mất buổi tối ngày hôm qua và thiếu mất trong buổi sáng ngày hôm nay, thì chắc là trong tầm trưa là bắt đầu đã có số đo rồi. Ok. Cái cải tiến thứ nhất đấy là cái cải tiến số lượng đường, như Thuận đã chia sẻ ở bên phần trên. Cái cải tiến số 2 đấy là liên quan tới cái phần vỏ chanh. Ngày hôm qua thì Thuận có cho tất cả chanh vào trong cốc để xay sinh tố cho thành nước và cho hết vào cái chai, thì Thuận nhận thấy là nó vị đắng quá, và đặc biệt là mình không thể nào mà xay nhỏ hết được cái vỏ chanh thì nhuyễn ra. Cho nên ngày hôm nay Thuận sẽ cải tiến có hai cách, tức là sẽ cải tiến đi một chút. Thứ nhất là Thuận sẽ cũng vẫn cứ sử dụng cả vỏ chanh, nhưng Thuận sẽ bỏ, tức là sau khi xay xong thì mình thông qua cái lọc này, tức là thông qua một cái dây này, thông qua dây này để mình bỏ tất cả những cái bã đi để uống nó dễ uống hơn, đỡ bị gây ở trong cổ này, và đồng thời nó cũng cho bớt cái lượng đắng đi. Đấy là hai cái cải tiến chính trong buổi ngày hôm nay. Ok, bắt đầu bây giờ mình cũng làm nhé. Cái chanh này thì Thuận đã ngâm trước rồi. Thuận đã ngâm từ tối ngày hôm qua, cho vào một cái nồi nước mà ngâm này. Và đây là cái buổi tiếp theo. Đây là cái buổi tiếp theo sẽ ngâm. Ngâm nước trắng thôi, vì mình để lâu cho nên là mình có thể ngâm nước trắng, không nhất thiết cũng phải ngâm nước muối. Ok, cái chanh thì thực sự là nó không đều được, có quả nhỏ quả to khác nhau, nhưng mà không thành vấn đề.
Nhiều anh chị là rất là cẩn thận, các anh chị là vắt cái nước chanh ra xong đấy là đo bằng liều lượng, thì Thuận nghĩ đấy cũng là một cái phương pháp hay. Có thể là Thuận cũng sẽ áp dụng vào để biết được là vậy, thì liều lượng là bao nhiêu ml nước chanh thì mình có thể mình điều chỉnh. Chanh đây thì vẫn thái là 8, cắt đôi cho mỗi mỗi nửa mình là 4. Như vậy cho hết một cốc này. Chúng ta cho nước sôi để nguội vào. Tôi sử dụng cái chai này nó rất tiện, đọng 1 lít ở đây và cứ một ngày nó sẽ làm 4 cái chai như này. Nhưng mà thực sự cũng đang cân nhắc xem là mình làm 4 lần hay là mình làm 1 lần luôn cả 4 lít, thì chắc chắn là mình làm 1 lần thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên là hiện tại mình cứ làm lít 1 để uống cho nó tươi. Rồi bắt đầu chúng ta xay cái này này. Cái loại xay ấy thì sử dụng cái loại như thế này, loại xay cốc này nó rất là tiện, nó tiện hơn rất nhiều so với cái loại mà dùng cái cốc to ấy. Thì cái loại đấy nó nói chung là nó hơi bất tiện, còn cái loại này thì nó xay rất là nhuyễn và nó hầu như không bị bung bét ra. Làm ở đây tôi nhớ ra là lúc nãy là Thuận có nói là định đo cái lượng cái dung lượng của cái nước chanh, tuy nhiên là làm được phương pháp này thì sẽ không đo được, tại vì Thuận đã cho nước sôi vào rồi cho nên là nó không khả thi cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là nó không, chắc là nó không quá là quan trọng, nó chênh lệch nhau một vài mil thì cũng không quá là quan trọng, cho nên là thôi để cho đơn giản mình cứ sử dụng quả đi cho nó dễ. Như vậy là xong cái dung dịch, bây giờ Thuận sẽ lọc đây. Thực sự với 3 quả chanh thì nó cũng không quá nhiều nước, cho nên là vậy thôi, 3 quả chanh nhưng mà cũng tương đối là nhiều bã, gần đầy một cái dây bã. Thế mà hôm qua phải uống hết.
ta cố gắng lấy cái thìa chúng ta đè xuống cho nó ra hết các cái nước, rất nhiều chất xơ. Đây là lượng chất xơ của ba quả chanh, rất là nhiều này. Cái này mà ai mà thiếu xơ thì có thể để bổ sung rất là tốt đây. Tuy nhiên trong lần này tạm thời bỏ đi. Tôi sẽ chắt lại cái cốc này, tại vì nó có cái miệng, nó có miệng cốc để đổ vào chai dễ hơn. Đường là chúng ta sử dụng đường vàng nhé, đường mía, đường cắt vàng, chứ tuyệt đối không sử dụng đường trắng. Đường trắng không tốt cho sức khỏe, đường vàng là tốt hơn. Tất nhiên về thành phần thì cũng là saccharose, nhưng mà cái đường vàng nó vẫn còn những cái khoáng chất rồi những cái vitamin ở trong này, còn cái đường trắng là đã bị tẩy hết rồi cho nên là nó không tốt bằng. Và chúng ta sẽ cho 7 thìa gà, 7 thìa rưỡi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và 7 thìa rưỡi. Xong rồi chúng ta đổ lại một cái chai. Có thể chúng ta sẽ phải làm 1-2 lần như thế, tại vì có thể là cái lượng đường nó chưa tan hết. Ok, cái lượng đường chưa tan hết, chúng ta lại tiếp tục đổ luôn. Tự nhiên cũng có là một cách làm khác, đấy là nếu chúng ta khuấy bình to hơn thì chúng ta có thể cho luôn vào cái bình. Để mai vẫn sẽ làm cách như vậy để đỡ phải đổ đi đổ lại nhiều lần. Và như vậy là 1 lít đã xong. Nhìn nó màu như màu gọi là vàng, màu vàng nhợt nhợt, nó kiểu như màu của đường mía ấy, cũng rất là hay. Và bây giờ là 5:30 sáng thì Thuận sẽ tiếp tục uống một cốc thứ hai, tại vì lúc 4:30
lúc hơn 4:30 một chút, 4:40 thì Thuận đã uống một cốc rồi, và bây giờ Thuận sẽ uống tiếp tục một cốc nữa, và cứ duy trì là 4 bữa chính, sáng sáng này, giữa sáng này, trưa này, chiều và tối, 5 bước. Như vậy là duy trì vào 5 bữa chính: sáng, giữa sáng, trưa, giữa chiều và tối. Đấy là 5 cái cữ, và Thuận sẽ áp dụng cái mức độ như vậy để đảm bảo là lượng nước ta giảm trái đều trong ban ngày, không bị quá dồn vào một bữa nào đó. Ok, cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tuấn sẽ tiếp tục cập nhật trong buổi tối ngày nay về tình hình biến đổi cái tình trạng sức khỏe trong cả một ngày nhé. Xin chào.